Hello, để cho chúng ta những cái ly cà phê thơm ngon thì chúng quý khách hàng cũng như tất cả các bạn pha chế nên thường xuyên vệ sinh máy ha. Thì riêng cái dòng Rancy Glass 9 này thì máy đã tích hợp cái tính năng vệ sinh tự động, chúng ta chỉ cần kích hoạt cái tính năng nó lên là máy sẽ tự động vệ sinh theo cái chu kỳ, và hết chu kỳ máy sẽ dừng lại ha. Nó rất là nhàn, rất là tiết kiệm cho chúng ta ha. Thì để kích hoạt được tính năng vệ sinh đó thì chúng ta nhấn giữ phím giữ. Ok, chứ khi máy hiện lên coffee cleaning này đó, và máy đang hỏi chúng ta là muốn hay không ha. Để chúng ta mà vậy muốn vệ sinh, chúng ta chuyển qua Z ha, và bấm chọn thì máy sẽ bắt đầu vào chu kỳ vệ sinh ha. Ok, đó là cái cách mà để chúng ta chủ động khi mà chúng ta cảm thấy máy của mình dơ, hoặc là khoảng tầm 3 đến 5 ký cà phê chúng ta nên vệ sinh một lần để cho cái hương vị của cà phê chúng ta nó chuẩn hơn ha.